Ngày mai em hãy đón em vậy? Nghĩ sao đi đón tôi vậy bà? Chị muốn đi đâu thì đi. Tôi sợ phải tiếp tục lãnh đạn vì những trò lừa đảo trộm cắp triền miên của chị lắm rồi. Từ nay không có chị em cái gì hết. Cơ hội đổi đời của em đã tới rồi. Bây giờ em chỉ còn dựa qua 29 đứa thí sinh để em trở thành hoa hậu. Nhưng em biết lý do vì sao em phải đi thi hoa hậu mà. Ban tổ chức đã chọn ra 30 cô gái xuất sắc nhất vào vòng chung kết của cuộc thi Hoa hậu thời đại 2019. Giờ mà bỏ cuộc á, tức là em thất bại. Mà cả đời em thất bại rồi. Đi bằng chân nhưng phải biết sử dụng não nha em. Tù đó thi hoa hậu. Chị muốn phá banh hết mọi thứ tôi cố gắng bao lâu nay đúng không? Tao không có thích làm á hậu. Người ta chỉ nhớ đến hoa hậu thôi. Thi hoa hậu á, đẹp thôi chưa có đủ em à. Mày thích chơi bẩn thì tao chơi với mày. Tăng rating hơn hẳn người đẹp trí tuệ và nữ hoàng bikini. Để giết nó.